Cố lên. Nữa đây ông ơi. Cái công đoạn là làm đường nó rất là quan trọng các bạn nhé. À được đấy, ông chế quả ấn được kia được đấy nhỉ. Ôi. Đặc biệt những chiếc xe công nông chúng ta chạy cái cung đường nó rất là ngắn các bạn nhá. Mà này rất là đông xe. Các bạn tài xế chạy rất là khoái chảy nước miếng. Các bạn có thể thấy 3 chiếc xe công nông, 4 chiếc xe công nông rất là đẹp mắt đây. Chúng ta lại tiếp tục một chuyến thứ tư. Santo xuống ao các bạn nhá. Và đi vào lòng đất.
tiếp theo là một chiếc xe siêu khủng nữa, xe phi hùng đây. Từ đấy là chưa được xem quả phi hùng ao là các bạn nhé. Các bạn chứng kiến xem quả này nào. Đang này phi thường là rất là mạnh. Video khá là dài rồi, hẹn gặp lại các bạn video sau nhá. Các bạn đăng ký kênh này chia sẻ ủng hộ cho kênh Nhiễu Đồ Chơi. Tạm biệt các bạn.